Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài năm 2016. Đắk Lắk tập trung khống chế dịch lở mồm long móng. Phòng tránh bệnh trong thời tiết giao mùa. Quý vị và các bạn, đúng 8 giờ sáng ngày 12 tháng 11, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài năm 2016 với chủ đề Kiều bào chung sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế chính thức khai mạc tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, địa phương cùng hơn 500 đại biểu kiều bào. Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần này có sự tham dự của hơn 500 đại biểu kiều bào về từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho cộng đồng người Việt Nam đang định cư làm việc tại nước ngoài, lãnh đạo một số tổ chức, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, các trí thức, doanh nhân kiều bào tiêu biểu. Diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11, hội nghị sẽ tập trung vào những vấn đề của Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của cả nước và cũng là nơi có số lượng đông người ra đi sinh sống ở ngoài nước và gia đình thân nhân kiều bào. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương hiện đang thu hút kiều hối đầu tư sự đóng góp từ chuyên gia trí thức Việt Nam ở nước ngoài nhiều nhất cả nước. Chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 2016, liên hoan tài năng trẻ ca trù Hà Nội 2016 hiện đang diễn ra tại Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội và kéo dài cho đến ngày 13 tháng 11. Liên hoan tạo điều kiện để các tài năng trẻ của câu lạc bộ ca trù trên địa bàn Hà Nội thể hiện khả năng và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động bảo tồn thực hành di sản. Thí sinh tham dự liên hoan trong độ tuổi từ 7 đến 29, liên hoan sẽ tìm ra đào đương, kép đàn xuất sắc vừa hát hay, đàn giỏi, vừa nắm giữ được nhiều thể cách ca trù kinh điển và khó nhất. Thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa mới ghi nhận thêm 6 ca nhiễm virus Zika, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus Zika tại Thành phố Hồ Chí Minh là 35 người. Tính đến ngày 11 tháng 11, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 35 trường hợp nhiễm virus Zika được xác định, với 12 trên 24 quận huyện ghi nhận có ca bệnh trên địa bàn, trong đó quận Bình Thạnh có đến 7 ca nhiễm. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ virus Zika lưu hành và bệnh lan rộng trên toàn thành phố. Bệnh do virus Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây truyền bởi muỗi Aedes, cũng là muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Bệnh do virus Zika có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 12 ngày. Người mắc thường có biểu hiện sốt, phát ban và một số triệu chứng khác như đau cơ, nhức đầu, đau mắt. Tuy vậy, khoảng 80% ca nhiễm virus Zika không có biểu hiện triệu chứng. Hầu hết các ca bệnh đều có khả năng tự phục hồi hoàn toàn. Đến nay chưa có khuyến cáo hạn chế đi đến những nơi có ca bệnh. Tuy nhiên mọi người, đặc biệt là thai phụ cần chủ động phòng tránh muỗi đốt. Mọi người mọi nhà tự diệt lăng quăng, diệt muỗi để phòng sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Trước diễn biến phức tạp của dịch lở mồm long móng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã công bố dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Ngành nông nghiệp của tỉnh cũng đang tập trung mọi biện pháp để hỗ trợ cho người dân, ngăn chặn không cho bệnh dịch lan rộng. Để chủ động ngăn chặn dịch, Chi cục Thú y tỉnh Đắk Lắk đã cấp 60.000 liều vaccine lở mồm long móng đến các huyện để tiêm phòng cho đàn gia súc. Bước đầu đã khoanh vùng và đoạn dịch cho các hướng dẫn cho bà con cũng như là các công tác thú y của cơ sở để hướng dẫn cho bà con xử lý bệnh ban đầu. Nhưng khi mà được cấp vaccine về thì hầu như trạm đã triển khai kịp thời. Các huyện Buôn Đôn, Krông Bông, Ia Súp cũng đã thành lập chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm tra ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển gia súc trong vùng có dịch. Tuy nhiên hiện nay, công tác phòng chống dịch lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gặp nhiều khó khăn. Phong tục tập quán của bà con là nuôi chăn thả, không có mang tính chất là chuồng trại. Chính vì vậy cho nên cái bệnh nó cũng lây nhanh và phát tán rất nhanh. Trước tình hình dịch lở mồm long móng diễn biến phức tạp, tỉnh Đắk Lắk cần nhanh chóng thông tin tuyên truyền cho người dân vùng dịch, áp dụng các biện pháp ngăn chặn lây lan của dịch. Đồng thời, tỉnh cũng cần tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc để ngăn chặn không cho dịch lở mồm long móng lan rộng. Từ mấy tháng nay, người dân ở ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, huyện Hấn, Quảng, tỉnh Bình Phước đang rất lo lắng trước nguy cơ ô nhiễm môi trường từ bãi rác tập kết của xã. Đời sống của người dân ít nhiều bị xáo trộn khi lượng rác thải ở đây ngày càng tăng lên. Theo người dân nơi đây, trong thời gian chờ đợi, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vị trí đặt bãi rác mới cho huyện Hấn, Quảng, Ủy ban đã đề nghị đổ rác tạm thời về bãi rác của xã Tân Hưng. Do bãi rác của xã có diện tích nhỏ nên đã quá tải và ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống của người dân. Bãi rác thì nó ở bên trên mà bây giờ chúng tôi thì ở bên dưới. Thế coi như thế là nước thì bây giờ nó thật là mưa thì nó tràn xuống dưới nhà hộ dân ở dưới này. Và sau khi nghe ý kiến của người dân thì chúng tôi đã cho cán bộ chuyên môn kiểm tra và sau đó là cho xử lý. Và đặc biệt là trong thời điểm này thì không còn rác ở các nơi về mà chỉ có rác của xã Tân Hưng thôi.
Trong thời gian chờ đợi xây dựng bãi rác tập trung của huyện Hướng Quảng, có thể lượng rác vẫn được đưa về bãi rác của xã Tân Hưng để đổ. Do đó rất cần sự quản lý và xử lý rác thải để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân ở đây và trên hết là không gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Sau hơn một tuần gián đoạn cho đèo Khánh Lê nằm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở vì mưa lũ, sáng ngày 11 tháng 11, tuyến đường Nha Trang đi Đà Lạt đã thông xe. Theo đó, điểm bị sạt lở nặng nhất nằm ở km 34 và 49 đã được đơn vị quản lý cầu đường Khánh Hòa khắc phục bằng cách cho đổ mìn phá đá. Hiện các nhân viên đã thu dọn và cho thông xe từng đợt cả hai chiều. Việc đưa đón khách du lịch đến Nha Trang cũng như Đà Lạt hiện đã trở lại bình thường. Xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trước đây, mỗi khi mùa mưa bão đến gần, người dân lại sống trong nỗi nơm nớp lo sợ bởi hệ thống đê điều có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Mọi sự đã thay đổi từ khi có tuyến đê biển dài 5 km được bảo vệ bởi hơn 40 hectare rừng bần, được trồng nhờ nguồn vốn 20 tỷ hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia về nâng cấp và bảo vệ đê điều. Mấy năm qua, dành đây rừng ngập mặn đã loại bỏ nguy cơ dở đê, hạn chế xâm nhập mặn. Qua đó bảo vệ các công trình thủy lợi ruộng đồng, vừa cải thiện môi trường sinh thái, gia tăng tính đa dạng sinh học trong vùng. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, sau một tháng xét xử tại Tòa án Nhân dân TP.HCM, chiều ngày 11 tháng 11, phiên tòa xét xử vụ án kinh tế xảy ra tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã kết thúc với phần tuyên án. Vụ án này được dư luận chú ý khi có đến 27 bị cáo, nguyên là công chức hải quan. Lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước trong việc quản lý hàng xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế giá trị gia tăng, Trần Thị Bích Tuyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đắc Tài và Lâm Tuấn Phát tìm cách móc nối với Lê Dũng, giám đốc công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn, Hứa Châu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên Lâm Kim Ngọc, ký các hợp đồng mua bán giả, xuất hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung rồi làm thủ tục xin hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của nhà nước. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu mức án là chung thân. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 26 đến 30 năm tù. Đối với 27 bị cáo nguyên là công chức hải quan thành phố Hồ Chí Minh và An Giang đã tiếp tay ký xác nhận khống tờ khai hải quan của công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn. Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sáng 11 tháng 11, tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải chở 17 cuộn dây cáp quang, 40 dàn máy nóng lạnh và hơn 100 thùng trái giải khô không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Lái xe Lê Hồng Phương trú tại tỉnh Bình Định khai nhận chuyển hàng trên từ Hà Nội đưa vào Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đây là số hàng không hóa đơn chứng từ hợp lệ lớn nhất từ trước đến nay bị bắt giữ tại Quảng Nam. Khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 11, tại tiểu khu 4 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai đối tượng là Lò Văn Hoàng sinh năm 1965, tạm trú tại huyện Mai Sơn và Lò Văn Hiến sinh năm 1974, trú tại Sông Mã. Tang vật thu giữ gồm một bánh heroin trọng lượng 266,28 gram, hai kẹo 172,28 gram thuốc viện, hai điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua và vận chuyển số ma túy trên từ huyện Sông Mã mang về bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 10 tháng 11, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành thả 55 cá thể rùa trở lại rừng sau khi đã xác nhận tình trạng sức khỏe. Quy trình thả 55 cá thể rùa về tự nhiên được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 8 tháng 11, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 55 cá thể rùa Sebon, trọng lượng 30 kg trên quốc lộ 15A, địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc. Các lực lượng chức năng cũng đã tiến hành xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với đối tượng Trần Đức Long, 37 tuổi ở xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, người đã vận chuyển số rùa nói trên. Thưa quý vị và các bạn, hiện thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam đã bước vào thời điểm giao mùa. Khi mùa mưa sắp kết thúc và mùa khô đang đến, nên nhiệt độ những tháng cuối năm cũng giảm nhẹ. Đây chính là thời điểm các bệnh viêm đường hô hấp, cảm cúm, viêm mũi dị ứng, bệnh đường ruột, bệnh xương khớp thường hay gia tăng. Vì vậy, việc phòng tránh bệnh khi thời tiết giao mùa là vô cùng cần thiết.
Thời điểm giao mùa cũng là thời điểm thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, gây nên các bệnh về hô hấp và cảm cúm, viêm màng não, viêm mũi dị ứng ở những đối tượng cơ địa yếu hoặc sức đề kháng kém như trẻ con và người cao tuổi. Một số căn bệnh rất dễ mắc phải trong giai đoạn này như sốt, cảm cúm, viêm đường hô hấp, viêm họng, viêm mũi dị ứng hay bệnh về đường ruột, đau nhức xương khớp do thời tiết nóng lạnh, mưa nắng thất thường. Ghi nhận tại thời điểm này tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều người bị mắc các bệnh trên, cũng như gia tăng số người bệnh đến khám hoặc nhập viện điều trị tại các bệnh viện. Bệnh nhiều nhất ở trẻ em vẫn là bệnh hô hấp, kế tiếp là những bệnh lý về màng não. Đối với cúm thì chỉ cần nóng, ho, sổ mũi, đau nhức bệnh mãn là phải hình dung tới liền. Và thứ hai là nó lây rất là nhanh, phải hình dung đó là cúm. Còn viêm màng não nó hơi khó hơn một chút, nó làm bé nó sốt, nó ói, đau đầu, thoát phòng. Nếu mà chúng ta để lâu đó thì nó có thể tới co giật. Theo bác sĩ chuyên điều trị ở khoa nhiễm, khi ngoài trời thay đổi nhiệt độ thì người dân cần chú ý giữ ấm cho bản thân cũng như những người trong gia đình. Cùng với đó là việc chích ngừa đầy đủ các mũi trong chương trình mở rộng cho trẻ nhỏ để tránh sự lây lan trong cộng đồng cũng như tránh những biến chứng nặng sau khi mắc bệnh. Mình chuẩn bị tư thế để cho mình đừng có bị cả bị lạnh một cách đột ngột. Thứ hai là mình phải uống đủ nước. Tại khi mà mùa chuyển mùa đây thì cơ thể mình đủ nước á thì mình mới kháng được. Thứ ba là phải ngủ cho đủ. Đủ giấc, rồi em bé thì phải ăn uống cho đầy đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng được. Và cái quan trọng nữa đó là tất cả những cái vaccine mà nó đang trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng á thì phải cho con em nó chích ngừa cho đủ. Trong thời tiết giao mùa, bên cạnh việc phòng tránh bệnh, song song đó, người dân, phụ huynh và cả nhân viên y tế cần hết sức lưu ý về các dấu hiệu bệnh để kịp thời cấp cứu điều trị, bởi có nhiều loại bệnh cùng phát sinh và rất dễ bị nhầm lẫn trong chẩn đoán điều trị nếu chủ quan. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Nhà máy Alumin Nhân Cơ cho ra sản phẩm Hirat đầu tiên. Lạng Sơn bắt đối tượng vận chuyển 2 bánh heroin. Khoảng 2.500 phụ nữ tử vong mỗi năm do ung thư cổ tử cung.